Mai Chua Hồng Bác. Trời ơi, không nói thì chị trốn nhà, không có cửa đâu. Anh sẵn sàng chiều đâu, chiều tan nát trại tim đi. Dạ. Bao nhiêu bao nhà anh chị? Hồi nãy chú để nhiều tiền trong túi lắm. Cái tâm chị tốt quá à, cảm ơn chị. Mười tự, cách chung mười tự nghe thôi. À, quà cho em á. Cứu tao coi, cứu coi. Nó ngồi đốt mọi chuyện ra ngoài. Huệ, Huệ. Dạ. Cái chùm này nãy có bán cho ai không vậy? Em ăn bịch. Trời đất ơi, Huệ ơi, mày bán con quán à. Buôn bán khó khăn ế, chết luôn mà ăn hoài. Ăn mà không kém tiền trả non luôn á. Con bịch làm rủ. Nè tiền nè. Tiền gì vậy? Trả lương em hả? Mệt quá. Nè cầm tiền. Ngồi nữa shipper người ta giao hàng tới á, khỏi cần kiểm tra, đưa cho người ta số tiền này là được rồi. Cho anh ly trà đá coi, nồng quá. Thôi uống đi, chở tôi đi công chuyện. Em đi thiệt? Đúng rồi. Em về tiền nữa hai đứa mình về uống được cái gì hết. Bây giờ ở quán tôi có bán nước nha, giờ có đi không? Đi chưa xong đi. Qua lấy xe đi cho nội. Chị. Gì? Chị đâu hả? Ủa tôi đi đâu tôi phải báo với mày hả? Sao mày báo quá, báo vậy báo? Trời ơi, có bà chị mà kỳ ghê á. Đi đâu hỏi chút cũng nói tao báo, nó có làm gì đâu mà kêu báo hoài á. Ra hoài. Biết rồi mày giống như má tao vậy đó. Tao đi đâu làm gì cũng hỏi hoài. Bông ơi, bông ơi. Em không phải má chị nhưng mà má chị dặn em á là chị đi đâu là phải hỏi. Nhiều khi má chị gọi lên á em biết đường trả lời. Ừ mà tao không phải má mày chắc. Báo quá ở nhà coi tiệm đó, bớt ăn hàng lại. Lên. Hỏi cha, để tôi cha. Rồi, ok. Bây giờ phải ôm vô cho an toàn. Thôi đi nhịp. Mày con. Huệ. Dạ. Cho anh trái dừa. Hỏi chị em đâu rồi? Chị em mới đi công chuyện với anh Bay rồi. Đi lâu vậy? Mới đi thì luôn. Trời, có duyên rồi. Ủa mày kiếm chị em chi vậy? Thì tính trả bớt tiền cho chị em mà. Thì trả đi. Dạ. Bao nhiêu bao nhà anh chị? Dạ không, chị em đi công chuyện rồi, kiếm chị em có chiêu không anh? Dạ em shipper giao hàng cho chị Bông á. Đúng rồi, nhiêu tiền vậy? Dạ 3.3 triệu chị ơi. Nè. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn nghe. Đây. Qua đây. Hả? Qua đây. Ai đặt hàng vậy? Chị em. Nhiêu tiền? 3.3 triệu. 3.3 triệu? Dạ. Rồi đưa hàng không kiểm tra hàng dưới chân hả? Chị Bông dặn á là sức quen cần kiểm tra hết trơn á. Sức quen không có kiểm tra hả? Dạ. Huệ. Dạ. Lấy cái đơn hàng sáng người ta giao đưa cho chị. Kéo. Này chị. Trời ơi, gói kỹ dữ vậy trời. Nè, quà cho em á. Quà cho em? Ừ. Mà này chị muốn gì vậy? Mua gì cứ ra biết liền à. Trời ơi, cảm ơn chị nha. Cái miệng của chị nghiệp dữ lắm á. Cái tâm chị tốt quá à. Cảm ơn chị. Thôi cứ đi, cứ đi. Mua cho cái điện thoại á. Rồi, sao tự nhiên tặng em điện thoại vậy? Chứ làm sao nữa. Tặng cái điện thoại cho bà, để mai mốt lỡ có chuyện gì tôi gọi còn được. Có điện thoại kia chai pin rồi. Gọi điện thoại không được, gọi tiếp xe rồi báo quá báo nữa. Chữ nụa, tặng xong chữ nụa. Hết hồn rồi nha, hết hồn rồi nha. Trời ơi, iPhone. Mà còn iPhone 14 gồm hết nữa. Chị mày còn chưa được xài nữa, tôi mua cho mày luôn ra đó. Trời ơi, sao chị sợ quá vậy? Nè, cứ ra đi. Ủa, cái này mắc lắm nè. Cua sao ta? À, là đúng rồi, gạch ra. Con này lẻ lên coi hồi hộp quá à. Ủa? Cái này... Ủa sao điện thoại vậy? Mới mua mà bị nứt rồi chị? Cái gì vậy? Ủa? Có lộn không? Ủa chị có lộn không? Chị đặt thì phải iPhone không? Mày có nhận lộn không? Ủa đâu có đâu. Thì bữa người ta giao sao em lấy gì mà. Ủa sao điện thoại iPhone mày giao cho cái điện thoại gì mà bể màn hình luôn vậy? Điện thoại này là điện thoại cũ mà. Huệ ơi là Huệ, mày báo tao quá báo rồi. Còn mày nhận hàng sao không kiểm tra hàng? Ủa tại chị á, chị dặn em là khỏi kiểm tra. Tao dặn hả? Ủa thiệt tình luôn. Còn cái này lừa luôn kìa. Còn cái này chị mua nhiêu vậy? 3.3 triệu đó. Trời ơi là trời, iPhone 14 nào mà 3.3 triệu. Sao không? Thấy người ta để iPhone 14, 16 ghi 3.3 triệu hút liền. Mai là mua một cái đó, định mua hai cái luôn á. Ồ, điện thoại mới luôn ta, dữ ta. Phone. Hay nha, iPhone đồ á. Phone điện... iPhone. Ủa sao vỏ với ruột khác nhau vậy? Kìa, em bị lừa đâu kìa. Làm sao?
Thì em đặt cái điện thoại iPhone 14 mà nó giao điện thoại đó đó. Là cái đơn sáng giao hả? Thì đúng rồi. Đó, nói rồi. Anh hỏi em rõ kỹ rồi không chịu nghe anh. Cái gì đâu mà đơn mua 3 triệu mấy mà không chịu kiểm tra hàng. Thì phải dặn em vậy á. Em không đó. Thì em. Gì nữa? Nghe nói shop quen là không kiểm tra hàng á. Shop quen cỡ nào mà phải kiểm tra hàng trước đàng hoàng. À, không có shop quen. Mới mua lần đầu luôn á. Mới mua lần đầu. Đúng rồi. Mới mua lần đầu nó gạt em đúng rồi. Mới mua lần đầu mà dám dặn gì luôn á. Trời ơi, đâu mà gạt em. Em thấy cái clip đó nha. Nó hiện lên trên Facebook của em á. Xong rồi em thấy mấy ngàn người bình luận vô luôn anh. Ờ, cái đó là người nhà nó bình luận không á. Ủa gì kỳ vậy? Đúng rồi, bây giờ anh đăng lên em kêu em bình luận. Anh đăng lên em kêu em bình luận. Cái bình luận vô đó mình nhìn vô mình thấy là tưởng là thiệt. Ấy vậy là nó lừa gạt em. Không có đâu. Em thấy á, người ta vô inbox tôi nha. Cái này bao nhiêu tiền trả cho tôi giá nha. Lấy cho tôi một cái nha. Trời ơi, em thấy bình luận quá trời luôn. Mà người ta nói á, là trong vòng á một tiếng đồng hồ thôi, qua một tiếng đồng hồ đó là có nhiều điện thoại lên giá cũ rồi. Lần đầu em săn sale liền. Thì đó, ai cũng như em cho nên ai cũng bị gạt hết trơn á. Anh đã nói rồi, cái gì cũng vậy á. Thấy tận mắt thờ tận tay. Mua là phải kiểm tra hàng. Rồi em có gọi ra cho thằng chủ shop chưa? Có điện thoại đâu mà kiểm tra. Nó lại nó giao thẳng luôn, nó có gọi cho em đâu. Nhưng mà cái vấn đề là vẫn còn thông tin của cái shop mà. Ủa, chị mua shop nào, địa chỉ nào chị nhớ không? Cái shop em còn shipper em cũng còn luôn. Đâu gọi nữa. Trước khi mà shipper giao hàng là đã gọi cho em trước 15 phút rồi. Đúng rồi. Số shipper là em còn nè. Bây giờ mình lục lại thôi. Ờ, gọi nó hả rồi. Bây giờ mình liên hệ cho cái shop đó trước đã. Tại sao lừa đảo như vậy? Chết với em rồi. Tới số với em rồi. Đây. Điện thoại siêu rẻ. Đây, em bấm cho nó nè. Ê. Ủa, anh ơi. Nó chặn em rồi phải không anh? Thì đó, nó gạt em xong thì chặn em chứ để cho thông tin cho em chi nữa. Gọi cho shipper, gọi cho shipper. Gọi shipper được không? Gọi cho shipper. Ừ, để em. Đây. Số này nè, số lạ nè. Trời ơi, chết bà em rồi. Tội tiếp theo rồi. Rồi luôn. Lừa đảo có tổ chức luôn. Đưa anh số đó, đưa đây. Em gọi không được, sao anh gọi được? À, anh không gọi, đưa anh số đó thôi. Nha. Trời ơi, sao mà già rồi mà ngu dữ vậy trời. Rồi. Em đã nói. Mọi chuyện cứ để anh lo. Lo được không? Được. Anh lấy lại cho em hả? Hy vọng. Không, trả lại 3 triệu 3 cho em ơi. Ừ, tự nhiên à. Chà, căng dữ ta. Thì đó, bởi vậy 3 triệu 3 luôn á. 3 triệu 3, phải con số nhỏ đâu. Trời ơi trời, bắt lại đi tù luôn á, vẫn chơi hoài. Đúng rồi, mình đừng có nhắc cái số tiền đó được không? Mình nói nhỏ nhỏ thôi, mình đừng nhấn mạnh nữa, mới đau lòng chứ. Phải chứ, tức chứ không có iPhone 14 nào mà giá 3 triệu 3 mình đi mua á. Nghe một cái là thấy lừa đảo rồi. Giờ mắc 3 triệu 3 rồi, con cũng có được điện thoại xài luôn. Ha, ba cái của rẻ là chi? Hồi nãy á. Sao? Con có lấy số điện thoại của một shipper rồi. À. Ừ, con liên lạc cái shop đó luôn. À. Con đặt cho một cái khác nữa. Nhưng mà con lấy tên chú, địa chỉ chú. Chị thì lỡ nó có xin gọi chú rồi nhận hàng, chú nhận giùm con 3 triệu 3. Tao đâu ra để tao nhận hàng. Còn nhận hàng đâu đưa 3 triệu 3 làm chi? Trời, mình làm ăn uy tín mà, mình phải có tiền người để người ta nể mình chứ. Chứ giờ không có tiền ai có mình cái gì? Này là con đang dụ nó ra đi hỏi nó coi tại sao như vậy chú hiểu không? Nhưng dụ nó ra rồi, nó gặp chú, nó kêu đưa tiền rồi, chú phải làm sao? Chú đừng có đưa, chú sống tiền bạc quá à. Ủa, con đang la chú đó hả? Chứ gì nữa. Ủa, chú tiền bạc chỗ nào? Đó, tự nhiên tụi con đâu kêu chú đưa tiền đâu. Con chỉ nhờ chú nhận hàng giùm thôi mà. Tiền bạc con trả được chưa? Ok, chẳng thà đó, có câu nói này cho chú yên tâm. À? Đúng không? À. Con thấy hai người không hợp nhau sao, lần nào gặp đụng nhau cũng kỷ lộn hay sao? Phải, nhưng mà đưa số tôi luôn hả? Nữa. Nào nhìn gọi chú. Ê, nó gọi nè. Nghe chú. Số lạ nè. Nghe đi. Alo. Đúng rồi, tôi hư hỏng nè, đúng rồi. Đúng rồi. 3 triệu 3, đúng rồi, đơn tôi 3 triệu 3. Rồi, đúng địa chỉ luôn rồi, ok, giao liền. Núp. Con cần núp không? Núp chứ, núp đi. Núp đi. Núp chứ. Vậy nha, tao núp luôn nha. Chú. À, sao vậy? Chú phải lại con mới núp. Chú nhận hàng. Hiểu không? Rồi thôi, nhưng mà nè, mấy đứa tranh thủ nha, thấy nó mà kêu đưa tiền là bà hai kêu chụp liền nha. Chứ tự nhiên chú mất tiền kỳ lắm nha. Rồi, ok. Dạ, cho con hỏi chú Hư à. Đây Hư nè. Dạ, chú có cái đơn hàng chú ơi. À, đơn hàng này hả? Dạ. À, nhiêu tiền hả? Dạ, 3 triệu 3 đó chú. À, đúng rồi.
được tháo qua coi chứ hả? Dạ dạ không chú ơi, cái hàng này là shop người ta có ghi là không có được kiểm tra chú. Chú không nhận con đi à? Không, nhưng mà phải kiểm tra chứ, mình biết đi trong đây có gì lỡ như trong đây có cái tấm vẽ rách thì sao? Dạ con không biết nha chú ơi, nhưng mà shop người ta không có cho ghi hàng hả chú. Chú không lấy là con đi à? Không sao, hay đi quá à, giao hàng mà hay đi quá à. Phải giao được thì người ta mới thưởng mình ăn sao chứ hết rồi đi à. Dạ do shop người ta không cho kiểm tra hàng mà chú. Nhưng mà phải cho kiểm tra thì mới biết trong đây có cái gì chứ. Đúng rồi, lỡ nhét gì trong đây cái tự nhiên tôi mang tội. Dạ con giao hàng thôi, con đâu có biết đâu, con chỉ làm theo quy định thôi chú ơi. Không được, bây giờ tôi phải kiểm tra hàng chứ không có được. Không được chú ơi, chú làm như vậy là không, bên người ta không có cho kiểm tra hàng. Cứu tao coi, cứu coi. Nó chụp đâu kìa. Mày, ngồi xuống, bắn mày xuống. Mày ngồi xuống, khỏi chuyện gì này mày. Mày cho nó ngồi lòng mày luôn hả? Không, có đây đây. Nói em bị báo quá đi à. Mở ra. Ê, khoan anh. Chị lấy thôi. Quay lại, có bằng chứng. Làm bằng chứng. Trời ơi, Huệ ơi, mày mà khôn vậy sáng nó cũng mất 3 triệu 3. Hãy để con, chị cũng dặn. Trời ơi, mày báo quá, báo rồi, giờ đâu chuyện này nè. Chưa. Rồi, quay nè. Ừ, từ anh quay cái mặt của cái shop ra, cái shop. Nè. Đó, quay cho cận cảnh rồi đó, thấy không mọi người. Khui ra nè mọi người ơi, khui ra trong đó có cái gì. Đó. Nè. Có điện thoại mà, Trời ơi, nhẹ hiu à. Trời ơi, không có luôn. Không có luôn. Ê mày có tình người không mày? Ví dụ như mày để một tờ giấy tao đỡ tức. Mày không có gì trong đó, mày lấy 3 triệu 3 của người ta. Anh chị ơi, em chỉ là shipper giao hàng thôi, em không biết gì hết trơn á. Mấy anh chị có gì liên hệ shop giùm em đi, em chỉ giao hàng thôi mà. Ủa sao mà không biết được, lấy hàng mà không biết? Dạ chị, em tới kho em lấy rồi em đi giao thôi, em đâu biết gì đâu chị. Không nói nhiều, đưa lên phường nói chuyện với anh hoàng hoàng chung. Nó nói còn thấy hợp lý nha. Sao hợp lý? Có nghĩa là bây giờ nó chỉ là người giao hàng thôi, nó tới kho nó lấy thì trong cái hộp hàng này có gì nó đâu biết, tại vì chủ shop không cho kiểm hàng mà, đúng chưa? Dạ đúng rồi anh. Shop lừa gạt chứ không phải nó lừa gạt, trừ khi nào nó là người của shop thì hai người mới đồng lõa lừa gạt mình. Dạ đúng rồi anh ơi, em chỉ là người giao hàng thôi à. Thấy hợp lý nha, nó nói hợp lý nha. Đấy, chắc không? Dạ chắc chú ơi. Chứ đưa lên phường xong rồi ảnh ra làm chứng. Đúng rồi, bây giờ lên trên phường làm chứng lại cái vụ việc này. Có nghĩa là cái này là shop này shop lừa đảo nha. Nó tiện cho anh một điều anh biết gì không? Có nghĩa là anh sẽ không phải đền cái số tiền này cho shop, hiểu chưa? Dạ. Đúng rồi, với lại hồi nãy mình có quay clip rồi. Đúng rồi. Mình có thể khiếu nại lên được luôn. Đúng rồi. Đúng không? Đúng. Bây giờ có chịu theo tôi lên phường không? Dạ mà chú ơi, con còn hàng nhiều lắm chú. Bây giờ muốn lên phường hay muốn mất 3 triệu 3? Dạ lên phường chú. Đó, chẳng hạn trả lời gì đi. Coi, tôi thấy ảnh là người đàng hoàng á. Nói chuyện với mình con mặt xanh lét rồi, thấy không? Đúng rồi, tự nhiên ông đang đi làm. Thì đó. Tự nhiên người ta bị bắt vô. Thì đó. Bắt con người ta. Thì đó. Chú á. Không, tôi xin lỗi nha, tại đã biết sao không? Tôi tưởng là chú là người lừa đảo, hiểu không? Thật ra cái mình đúc kết được cái từ câu chuyện này nè. Có nghĩa là cái shop này á là nó chuyên lừa đảo rồi. Nó up mấy cái clip mà để câu view lên, nó đánh vô tâm lý khách hàng đó là ham rẻ. iPhone 14 nào mà 3.3 triệu, đúng không? Đúng rồi. Bởi vậy con biết bị lừa nè. Nói chung bây giờ á, mình muốn mua cái gì á thì phải hết sức cẩn thận, không được mua những hàng trôi nổi trên mạng. Mình kiếm những cái app nào uy tín á, mình mua là an toàn nhất. Và đặc biệt trước khi khui hàng ra phải quay video lại. Đúng. Bằng chứng shop đó phải cho kiểm tra hàng thì mới mua. Đúng rồi. Thôi được rồi, lên phường chả? Lên phường. Dạ, lên phường cũng được mà tiền ship em đâu chú. Sao nó nhìn tao ánh mắt giống như khủng khiếp à. Người ta đi giao hàng, bây giờ bắt người ta khỏi giao nữa đi lên phường với chú. Thì bây giờ này đâu phải cứu chứ. Rồi bây giờ tiền ship của mình ra giao tới, mình phải trả tiền ship cho người ta chứ. Tiền ship mình không trả, mình trả cái này về cho shop rồi, bây giờ mình phải trả tiền ship cho người ta. Đúng rồi, có 30 ngàn trả cho chú. Đâu tại gì tên chú mà, tên chú chứ không nội chú. Đúng rồi, nãy giao chú hư mà. Mà bông cho chú 30 ngàn ghi sổ. Trời ơi, chú hồi sáng con mất 3 triệu 3 rồi, giờ 30 ngàn đâu nữa mà đưa. Báo quá. Con nhỏ này mới báo nè. Ủa? Điện thoại mày đừng hư pin, tao đâu có mua điện thoại mới cho mày. Ủa em có kêu chị mua đâu, chị mua đã xong rồi chị cũng chị trữ. Ủa, em. Mà em, tao giờ mày hết pin tao mới mua cho mày chứ mày báo. Được rồi, để tôi trả 30 cho. Anh cũng báo.